và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Sharp đến từ Nhật Bản, sản phẩm gia dụng hàng đầu Việt Nam. Đây là lần cuối cùng cho anh. Nếu mà anh cho anh một cái cơ hội và cho Ngọc một cơ hội để mình làm lại cuộc đời, kéo dài về hoài mình cũng không đi tới đâu. Thì lúc đó mình nghĩ lại, thôi thì mình sẽ về. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Và trước khi gặp gỡ họ, mời quý vị dành một tràng pháo tay đặc biệt đón chào cặp vợ chồng số 1. Xin chào hai vợ chồng. Em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Mỹ Ngọc, em đến từ Bến Tre. Năm nay em 31 tuổi. 31 hả cưng? Dạ. Công việc của Mỹ Ngọc là gì? Dạ, em là một doanh nghiệp nhỏ thu gom và xử lý rác thải tại huyện của em á. Ở huyện Bến Tre. Dạ. Còn anh ạ. Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thuận, Anthony là tên Mỹ. Em từ bên California ở Mỹ. Dạ. Về đây. Dạ. Anthony. Dạ, Anthony là Anthony. Tên Mỹ. Dạ. Tên tiếng Việt Nam là tên Thuận luôn. Tên Thuận luôn. Dạ. Thuận. Dạ. Thuận. Dạ. Xin được chào anh Anthony Thuận. Anh Thuận năm nay là bao nhiêu cái xuân xanh? Gần 60 năm cuộc đời rồi. Như vậy là mới năm mấy thôi? Mới năm mấy thôi? 56. 56 tuổi. Dạ. Anh Thuận hiện giờ là công việc của anh là gì? Công việc của Thuận đó là nhà thầu chuyên về kiến cho cửa hàng thương mại. Kiến cường lực. Kiến cường lực. Nhưng mà bây giờ là anh, công ty anh là ở Việt Nam, ở bên nước ngoài? Bên nước ngoài. Dạ. Vậy là anh Thuận là sống ở bên kia đúng không anh? Dạ, dạ đúng vậy. Anh đi lại lại á chị. Dạ. Anh đi lại lại chứ không có ở như thế. Không biết là cơ duyên nào mà khiến mà anh Anthony ở Mỹ mà gặp một cái cô gái ở Bến Tre. Thuộc Bến Tre. Lại gặp nhau như vậy. Dạ. Em ở dưới quê thì thật sự là hai tụi em á là nửa cuộc đời gặp lại. Thì em cũng đã từng đổ vỡ. Em có một bé trai 9 tuổi thì anh ấy cũng ly hôn. Thì anh cũng có 4 đứa con ở bên Mỹ. Dạ. Con anh lớn chưa anh? Con đã lớn và đã ra trường đại học hết. Dạ. Thì tụi em không hai phương trời cách biệt, không biết ai là ai hết. Thì đến một ngày đó là dì bà con của em là bạn của gia đình bên anh của anh này đi dự chung một cái tiệc, đi chơi chung thì mới tình cờ gặp anh này. Anh này mới có cái tâm sự là ông muốn về Việt Nam, anh tìm một người vợ để chung sống sau này vậy đó. Thì tôi mới nói thôi, vì đó đó mới nói là ở dưới quê có nhỏ cháu, thôi về dưới đi, bé này chắc chắn là con thấy con sẽ chịu. Thì qua ngày hôm sau, em của ảnh mới dẫn anh xuống dưới quê em mà không biết đường vô nhà em nữa. Đi dọc vườn thì phải hỏi thăm rồi mới vô được nhà em. Thì đi trong đó, lần đi thì có hai người, ảnh và người em của ảnh. Thì anh này rất là bình dân chị. Thì anh không có tỏ vẻ gì là Việt Kiều. Thì dưới quê mình em cũng tưởng tượng ra là Việt Kiều thì chắc anh cũng sẽ khác mọi người. Sao em cũng thấy anh đi dép Lào, anh nói, ủa vậy ai Việt Kiều, ai Việt Nam? Rồi ai là chồng em? Cái chồng em nói, anh đó anh ốm ốm á. Lúc đó Ngọc ngồi kế bên và người em trai nói là Ngọc ngày kế bên anh Sáu đi. Thì lúc đó mới là biết là được giới thiệu. Dạ. Thì lúc đó anh cảm nhận về Ngọc như thế nào? Anh có thích không? Anh thấy cái nét đẹp này có phù hợp với anh không? Thật sự là lúc đó mình chưa biết nhiều về Ngọc. Mình cũng chưa có dám thể hiện cái tình cảm. Mình chỉ thấy là dễ thương, hiền, nhà quê. Mình thật sự thích là con gái nhà quê. Chứ mình không thích môi son, rồi trang điểm nhiều. Mình thích thật sự là một người con gái Việt Nam ở nhà quê. Rồi sau đó thì anh Sáu có lấy số điện thoại của cô gái Bến Tre này không? Sau đó thì Anthony có xin số điện thoại của Ngọc. Nói là để về anh sẽ có dịp và gọi lại và để tìm hiểu nhiều hơn. Anh lấy số điện thoại em về, 4 ngày sau anh mới gọi cho em. Lý do gì sao vậy anh Sáu? Bị mất điện thoại hả? Em là vậy nè, tâm trạng, ủa mình đâu có nên nổi tệ đâu mà sao ổng xin số điện thoại mà giống không gọi. Cho tới một ngày đẹp trời là buổi chiều đó là ổng gọi, là ổng, tại vì ảnh xuống em 3 ngày sau anh phải trở về Mỹ.
Thì lúc ảnh điện cho em á, em thấy cái số lạ, gọi cho em thì em alo, anh Hiệp nè. Em nghe là em tức rồi chị. Em tức cho em mới nói vậy em cũng lịch sự, em chào anh. Thì anh cũng nói là anh lấy số điện thoại em, nhưng mấy ngày nay anh bận quá, anh không có thời gian gọi cho em. Giờ anh về tới phi trường rồi, Hàn Quốc rồi, anh còn lại ít tiền trong cái xuyên Việt Nam này nè, anh gọi cho hết luôn. Trời ơi, anh sao thiệt ha, dễ sao luôn à. Trời ơi, em nghe em cũng tức nữa nghe vậy, nhưng mà em cũng thôi, em ráng, em là kìm sợ rồi. Em kìm, em nói chuyện thôi bây giờ anh nói ra đây, giờ về bển á, anh mới FaceTime nói chuyện với em sao nha. Em nói dạ. Sau khi mà anh về Mỹ rồi á, thì 7 tháng tụi em qua lại bằng điện thoại thôi. Mà trời ơi, em nói chị ông Dân nghe là em phát hiện sự thật phũ phàng không à. Coi như là anh không quan trọng em chị. Mà không biết sao em mắc nợ ổng hay sao á. Tại vì gia đình á hy vọng em là người sửa đổi ảnh cho ổng bớt đi chơi lại. Thì ở giờ Việt Nam với giờ bên Mỹ thì nó là cách xa em biết rồi. Nhưng khi em nói, em nhìn đồng hồ nó, ủa 1 giờ sáng anh đâu còn ngoài đường nha anh. Đi chơi là em nói chị Hồng Vân bất chấp. Còn mỗi lần hy vọng sực nhớ tới mới điện cho em. 7 tháng trời yêu xa như vậy, tới lúc nào thì anh cảm nhận là anh yêu Ngọc? Dạ thật sự là Thuận còn nhớ lại Ngọc có nói câu này nè, Ngọc nói là đây là lần cuối cùng cho anh, nếu mà anh cho anh một cái cơ hội và cho Ngọc một cơ hội để mình làm lại cuộc đời, cứ tình trạng kéo dài về hoài mình cũng không đi tới đâu. Đúng rồi. Thì tại sao anh không cho anh một cơ hội? Thì lúc đó mình nghĩ lại, thôi thì mình sẽ về. Rồi lần đó anh về á, là hai người là chính thức là coi như đặt vấn đề là sẽ đi đến hôn nhân luôn. Dạ. Phải không? Chưa. Hay là vẫn chưa? Chưa. Về để thử em. Về để thử em chị. Thử là sao ta? Thử em coi em có thương thiệt không, em có ý đồ xấu xa gì không, hay nhưng là mà em... nhưng mà bằng hình thức nào? Dạ là giống như về vậy nè, anh nhất quyết nha, anh không ngủ nhà em. Anh ngủ, anh ngủ hay mua theo? Đúng là ba giờ sáng. Lúc đó là 3 giờ sáng rồi, mệt lả người rồi. Rồi cái tới cái đêm 30, cái đêm 30 thì đi đón giao thừa. Cái ở dưới quê em á, mỗi năm chỉ có đốt pháo bông một lần là đêm 30 thôi chị. Cái đi ăn uống với gia đình xong rồi về thì lên xe em chở, anh đâu có ngồi xe, anh đâu chở xe không ra được, em chở. Rồi sao cái chút nữa vô chở anh vô nhà trọ rồi ở anh nói chuyện chút. Cái em biết mà tự nhiên trong lòng em suy nghĩ là chị Hồng Vân, em thấy em tội nghiệp. Tại vì anh cũng đi quá trời xa về thăm em. Vô khách sạn rồi thì ông có nói chuyện gì đâu. Ông hành động. Dạ ông hành động. Ông bắt đầu hành động. Trong lòng em thôi như Thuận này cũng đã tính toán rồi. Nói là đêm nay hứa Ngọc cho dẫn đi coi pháo bông. Nhưng mà theo vậy thôi, pháo bông mà về nhà mình đốt pháo nó hay hơn. Sau cái đêm đó là hai người đã là của nhau rồi. Dạ. Thì là ảnh có đặt vấn đề, lúc ấy anh có nghĩ là khi mà như vậy rồi thì anh có đặt vấn đề anh muốn cưới Ngọc liền không? Có. Thật bao sự. Nhiêu lâu thì cưới? Bao nhiêu lâu? Dạ 9 ngày. Hả? Dạ. Trời cũng chậm ghê anh ha. 9 ngày lâu quá, lâu rồi. Coi như là cỡ mùng 9, mùng 10 Tết đó. Dạ mùng 9. Bây giờ hai người đã rất là happy rồi gì đúng không anh? Dạ. Dạ. Rồi anh đã xem chương trình này nhiều rồi. Dạ. Anh có biết nó đến một cái đoạn mà nó rất là cao trào mà ai cũng thú vị á. Anh nghe Ngọc cười chưa? Bây giờ Anthony nói cho chương trình biết là Ngọc có những tật xấu gì? Thật sự từ ngày lấy Ngọc tới bây giờ, Ngọc thật sự là thật xấu, thật sự là không có. Thỉnh thoảng có chút nghi ngờ thôi. Ghen đó, nghi ngờ. Rồi gì nữa nè? Rồi mỗi lần khóc thì không ăn, rồi bị đau bao tử. Vậy thôi. Nhõng nhẽo, cái nhõng đó nhẽo. Là tôi gọi là nhõng nhẽo đó anh. Dạ. Mỗi lần không ăn thì anh làm gì để cho Ngọc ăn? Thì phải năn nỉ. Rồi ông có tật xấu gì không em? Là anh mê chơi. Trời ơi, em với ảnh nó khác biệt, nó trái ngược lắm luôn. Em thì giống như bà cụ non vậy, em thích nhạc bolero. Đúng rồi. Ảnh thì nhạc hip hop gì giật gì, ổng nghe nhạc em nghe không nổi luôn á. Có cái là gì nè, em muốn ảnh là ảnh cũng phải cưng em, anh thể hiện không bao giờ chị ơi. Tức là không có lãng mạn. Dạ không, ảnh cứ xa xa em vậy á. Mỗi một lần về anh, em nhắc nha, chuyến này mà anh đi đâu ngồi gần mà không ngồi gần em, ngồi xa em mất vợ gán chịu nha. Vậy hả? Rồi có cải thiện không? Đỡ chị, đỡ. Mới lần này nè, lần này về anh xong bao giờ anh hung em hết vậy, anh không hung em mốt người khác hung ráng chịu nha. Anh sẽ về, anh sẽ cải thiện vậy. Chứ nói vậy thôi chứ cũng không có làm như anh còn cái khoảng cách đối với em vậy đó. Giờ em muốn anh sửa đổi cái đó, đã thương em rồi, em cũng thật sự với chị là em thương anh thiệt lòng. Qua cái chương trình này á, em đăng ký là em cũng muốn là để cho anh có cái lòng tin để vợ chồng mình sống những ngày còn lại.
giống như em cũng muốn để cho mọi người hiểu em là em thật sự lấy ảnh là em thương bằng cái tấm lòng của em, bằng trái tim của em. Đúng rồi. Anh, bây giờ em nói nghe nè, thực sự mà nói hồi nãy lúc mà hai người bước ra đó, mà khi anh chưa nói số tuổi của anh đó, thì em không bao giờ nghĩ là cái tuổi của anh nó là như vậy. Nhìn anh rất là trẻ. Cảm ơn. Nó trẻ từ khuôn mặt cho tới cái phong thái của anh. Chính vì ảnh mê chơi nè, dạ, ảnh mê nhạc trẻ, dạ, thì ảnh mới bù trừ lại cho em, dạ, là em là bắt đầu em bị già so với tuổi của mình, dạ, đúng rồi. Đó thì thành ra là em với ảnh mới tương xứng. Dạ. Quên cái dạ này, nói nghe là hai người muốn có con chung không vậy? Dạ muốn lắm, dạ, luôn á. Em mới lên dạ chương trình này á là em nghe nói anh Quốc Thuận á là ảnh ông mụ. Anh mụ. Dạ. Ông mụ. Dạ đúng rồi. Chúc liền, chúc liền. Giờ trước khi coi như chào tạm biệt hai vợ chồng. Dạ. Đó thì anh chúc cho Anthony với Ngọc nghe. Dù ở đâu đi nữa cũng là cũng luôn luôn dành tất cả những thời gian, những suy nghĩ về nhau, yêu thương nhau, dạ, và đặc biệt là qua năm sau là bác sĩ báo tin vui. Dạ. Đó. Dạ, cảm ơn anh. Nếu kịp tháng 12 qua Noel báo tin vui luôn. Dạ. Đó. Đợt này là phải có tin vui. Qua năm sau là em bé xuất hiện. Xuất hiện. Bữa mà ảnh tỏ tình đó là bữa đó là em định xin nghỉ việc, nhưng mà mình đang thích cái anh này thì sáng vô ảnh tặng quà cho em trước, tặng cho em một hộp, tặng cho em gái mình một hộp, là mình lại xác định nữa. Dạ, chắc ông này là em gái thì đúng không? Và bây giờ mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận. Em chào chị Hồng Vân cùng tất cả các khán giả trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Sang, năm nay 29 tuổi. Hiện em đang là quản lý công ty Trùng Quế Củ Chi. Hiện em đang sống ở Củ Chi. Vợ dạ Sang tên gì? Dạ, em tên là Bùi Thị Anh Thơ. Năm nay em 25 tuổi, hiện em đang là giáo viên tiểu học. Em dạy với Củ Chi luôn? Dạ, em dạy ở Hóc Môn. Rồi, vậy thì hai vợ chồng cơ duyên nào là hai bạn gặp nhau? Trước đó lúc mà thời sinh viên á thì chồng của em á là cháu của dì của bác em, mà bác đó là bác dâu, là dì của ảnh. Trời, sao gần quá vậy? Gần lắm. Xong rồi bác có nói là sẽ giới thiệu em cho ảnh, tại vì mẹ ảnh cũng đang tìm một người như vậy để làm mai cho ảnh, vì ảnh không muốn lấy vợ. À. Dạ. Lúc đó em ra trường rồi, cái bữa đó thì em mới chưa có xin được việc, cái nhà mới buồn, cái mới lên Facebook chơi thì biết Facebook của anh này, cái em mới vô coi thì thấy ảnh tuyển nhân viên mà ảnh yêu cầu nhiều thứ ABCDXYZ gì đó nhiều lắm, nhưng mà cái cần nhất là phải giỏi anh văn. À. Xong cái bác của em mới đi chợ ngang, em mới nói là cháu của bác đang tuyển nhân viên đó, con mà giỏi anh văn là con xin vô làm. À. Cái xong cái bác cũng cười, bác đi về. Buổi trưa xong chiều cái bác cầm số điện thoại của ảnh qua, bác nói là số điện thoại của giám đốc á, gọi điện xin phỏng vấn. Rồi em tới, phỏng vấn đúng không? Dạ. Thì ấn tượng của em lần đầu tiên khi mà gặp ảnh là sao? Dạ, ấn tượng không có gì ấn tượng luôn á. Tại vì mình tưởng là giám đốc thì cũng phải, nói chung là nhìn bề ngoài cũng phải lịch sự, cũng phải gọn gàng. Dạ đúng rồi, ra vẻ giám đốc xíu, tại em cũng mê chuyện công tình thì chứ cũng đọc nhiều lắm. Dạ, tới khi gặp ảnh á thì ảnh hẹn em 1 giờ phỏng vấn, 12 rưỡi là em tới nơi rồi. Em gọi điện cho ảnh quá trời luôn, không nghe. Xong em đứng đó tới 1 giờ hơn luôn. Em gọi điện lúc đó anh ngủ quên ở trên phòng á. Cái anh phó giám đốc ảnh mới đi ra, anh bán hàng cho người ta. Cái em thấy vậy mới lại em hỏi, cái anh đó mới lên gọi anh xuống. Thì anh xuống á thì không phải được ăn bận đẹp gì đâu, mà là quần á thì là dạng cho nhau mấy chú mà U50 mặc á. Còn áo á là áo mà dạng mà nó cũ lắm, mà sơ mi cũ hay là cũ. Không có giám đốc gì hết trơn dạ, trời đó. Dạ, không có giám đốc gì hết trơn trời. Em có ấn tượng gì hết trơn trời đó. Dạ đúng rồi. Nói chung là không thích đó. Còn em thì sao? Sao? Dạ em thấy ngoại hình được, dễ nhìn. Nói chung là bên ngoài là em chấp chịu nhận. Em có được không? Dạ có qua một cái buổi phỏng vấn chuyện nữa. Dạ muốn thử việc coi sao. Rồi vì có một thời gian làm việc chung với nhau. Dạ. Rồi tình yêu có nảy nở, có phát sinh không? Dạ thì lúc mà làm việc chung á là tại vì á cái anh này trước đó dì em có nói có ý định làm mai, nhưng mà mẹ của ảnh nói là ảnh có ý định là không có muốn lấy vợ, ảnh muốn giống như là đi tu á anh. Dạ thì sáng nào em vô thì ảnh cũng mở pháp thoại này kia ảnh nghe, rồi em cũng ngồi đó, thì tại làm việc chung mặc một cái văn phòng thì em ngồi đó em cũng nghe luôn. Rồi ảnh đối xử với em giống như là anh trai vậy đó, anh trai. Em ngồi kế bên em gái của ảnh, ví dụ mà ảnh cho em một cái bóp thì ảnh cũng cho em gái anh cái bóp. Ảnh pha nước cam cho em uống thì ảnh cũng pha cho em gái ảnh luôn. Rồi nói chung là ảnh mua cái gì thì ảnh tặng cho em thì em gái anh cũng có hết trơn á. Em không có nghĩ là ảnh có tình cảm gì với em. Em cũng coi ảnh giống như một người anh trai. Dạ lúc đầu cũng vậy coi như anh trai. Thì đến bao lâu thì cái tình yêu nó mới phát sinh? Đến cái lúc mà lúc đó là em vô làm khoảng được 2 tháng mấy 3 tháng á thì ngoại của em mất ngay mùng 3 Tết, cái
nhà cũng xa, em cũng không nghĩ là ảnh đi, tại vì cũng mới quen vậy thôi. Mà ảnh chân thành lắm rồi, cái nên là em cũng thích. Dạ, cũng có ấn tượng, có cảm mến với ảnh. Còn anh này, bao giờ thì anh mới dám anh bày tỏ cái tình cảm của anh đối với cô này? Dạ, tới ngày 14 tháng 2 năm đó luôn. Năm đó luôn? Dạ. Là bao nhiêu tháng? Bao lâu? Dạ, khoảng 2-3 tháng. Có lãng mạn không em? Dạ, dạ không. Cái bữa mà anh tỏ tình đó là bữa đó là em định xin nghỉ việc, nhưng mà mình đang thích cái anh này, hơi thích. Thì sáng vô ảnh tặng quà cho em trước, nhưng mà lại tặng như vậy nè, tặng cho em một hộp, tặng cho em gái mình một hộp, là mình lại xác định nữa. Dạ, y chang cái chiêu cũ, tức là rồi chắc ông này là em gái thì đúng không? Dạ, nhưng mà ở trong thì nó khác, ở trong nó có thêm mấy cái tờ giấy nữa. Nhưng mà ảnh dặn em á là về nhà mới được đọc. Nhưng mà em nghĩ là về nhà mới được đọc thì lâu quá. Cái em mới mở ra em coi á, thì ảnh viết trong đó có một câu là, tại hồi trước em nói là em thích hoa baby, cái ảnh nói là ảnh thì em gọi ảnh là mặt trời, ảnh nói là anh mong em là mãi là hoa baby của mặt trời. Mà lúc đó em cũng không có nhớ là em từng gọi ảnh vậy luôn. Cái em nói trời, anh này ổng nói cái gì vậy đó. Em nghĩ là buổi chiều đó thôi, mình cứ tặng quà đại cho chồng đi, tặng đại đi, nếu mà được á thì coi như mình cho nhau một cơ hội, còn nếu mà không được là em xin nghỉ việc luôn. Dạ. Giờ em tặng em cái gì bữa đó? Dạ, tặng cho em một cái áo sơ mi. Một cái áo sơ mi. Dạ. Sau khi nhận cái món quà đó xong rồi thì quyết định tỏ tình luôn không hay như thế nào? Mà lúc đó nhận quà rồi thì em cũng không biết là vợ em là có người yêu hay chưa. Vì lúc đó em nhát lắm chứ không dám chủ động. Cái em đợi tới tối khuya gì em mới mở ra xem. Mới cảm động. Bao lâu thì mới cầu hôn? 4-5 tháng sau. Bốn năm tháng sau. Đó, cầu hôn. Ủa, anh cầu hôn đặc biệt không em? Dạ, dạ đặc biệt lắm. Dắt em lên tới Bitexco lần. Trời ơi, em cũng tưởng tượng nhiều lắm. Tặng nhẫn này kia, chắc mình thấy cái nhẫn nó chắc cũng giá trị lắm. Giám đốc mà sau này xuống rồi á, chắc anh đưa em lên cao, xong rồi anh dắt em xuống rồi mới nói, anh nói là cái nhẫn này á là anh mua giống như ở trên mấy cái trang mạng á chị, là nó không có bao nhiêu tiền hết á, anh mua tới 5 chiếc. Trời, mua 5 chiếc cầu hôn một lần 5 chiếc hả? Dạ, đeo 5 ngón tay hay sao? Ai cũng có 1 chiếc hết trơn á. Ủa vậy hả, là ông tặng cho ai mà mỗi người? Thì mẹ nè, dì nè, ảnh có 2 dì nè, là em gái ảnh nữa, là 4 chiếc. Em dạ, là 5 em nữa. Dạ, trời ơi, ông mua sỉ thì cho rẻ hay sao vậy? Có hiếu dễ sợ luôn nè, tặng mẹ, tặng dì, tặng em gái rồi tặng vợ. Đó. Mà lý do gì sao mà em mua một lần tới 5 chiếc? Phải có 1 chiếc đặc biệt chứ. Tại em cũng lên em lựa em xem thì ban đầu mục đích thì cũng chỉ mua cho vợ em thôi. Nhưng mà tại vì nó cũng người ta xíu một lần á, với thấy cũng đẹp quá. Trời ơi. Xíp lần 5 cái. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì cưới nhau nè? Dạ cũng lâu. Sau đó thì em làm cái đám hỏi trước. Dạ. Đám hỏi xong khoảng gần 2 năm á là em mới đám cưới. Là em mới đám cưới. Mới đám cưới đây được 6 tháng. Vậy đó hả? Dạ. Mới 6 tháng chắc cũng không có thấy tật xấu gì nhiều à. Dạ có chứ. Có chứ kìa. Chưa cưới là em đã có tật nhưng xấu. Nhưng mà anh thấy anh hiền quá trời đúng không? Dạ anh hiền thì anh xấu cái kiểu hiền á. Dạ. Ví dụ như là anh ở dơ nè. Rồi anh nói chung là ảnh hiền quá rồi, ảnh không có biết quan tâm, không biết thể hiện gì với ai đó. Nhiều khi sinh nhật hay là ngày gì ảnh cũng quên luôn. Nhưng mà cái chi tiết ở dơ đó em. Dạ. Tại vì ảnh cái công việc của ảnh là ảnh thường xuyên tiếp xúc với đất cát, với những con trùng. Con trùng quế. Dạ, đúng rồi. Thì dĩ nhiên là chắc chắn là phải có tay chân lấm lem bùn đất rồi. Nhưng mà cái ở dơ đi là sao? Cái nào mà đang ôm ảnh cái con trùng nó bò từ túi nó bò ra. Cũng ổn ghê. Cái ông cưng quá. Dạ không. Nhưng mà cái ở dơ là sao? Ở dơ tức có nghĩa là không phải là bị mấy con trùng đó, mà là ảnh không có gọn gàng ngăn nắp á. Ví dụ mà em dọn rồi á là ảnh sẽ lung tung lại xíu. Có thích tắm không? Dạ rất là lười tắm luôn. Mỗi lần mà tắm là giống như là em phải nhắc, xong rồi nói em là gia trưởng. Rất là gia trưởng. Rồi tới em nó sang. Dạ. Giờ em có tật xấu gì không sang? Dạ xấu nhất là nóng tính rồi. Nhỏ tuổi đời mới 25 tuổi mà dám nóng dữ với em hả? Dạ. Dễ sợ thì còn sao nữa nè? Thì chuyện gì mà coi như là không đồng ý rồi á, là không có tìm hiểu sâu xa cái công việc nó ra làm sao. Mà cứ đùng đùng nóng lên gì á. Có khi nào quát em không? Cũng có. Dạ. Cái gì nữa nè? Hay lo lắng, sợ hãi mấy chuyện mà không có. Lo xa đúng không? Dạ đúng rồi. Hay tưởng tượng lắm, em hay làm cái chuyện gì mà ví dụ tưởng tượng gì? Giống như là sợ em bị bắt cóc vậy á. Trời ơi. Gì đâu hoang tưởng đó em. Đúng là gia trưởng rồi cô ơi. Dạ không phải, vậy nè. Chị Hồng Vân nghĩ là tối bạn của ảnh ở dưới An Giang lên đây. Ví dụ bạn đó cũng có thể đi được, nhưng mà bạn đó xuống thành phố thì bạn đó sắp xếp công việc về lấy đi. Không, 1 giờ đêm
mà chị biết ở trên Củ Chi, tụi em ở trên Củ Chi, đường nó rất là vắng, mà hẹn là 1 giờ đó lấy đồ, và ảnh nhận là ra đó lấy giùm. Em rất là nóng tính, là giống như chị nói là em sẽ lèm bèm, em nói tại sao anh không nhờ ta đi, anh đi 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 vậy kia nguy hiểm này nọ. Nhưng mà mình nói mình lèm bèm vậy thôi, chứ mà lúc ảnh đi mình đâu có yên tâm đâu, mình cũng phải thay đồ, mình chạy xuống mình ngồi phía sau xe, ổng lỡ có gì hai đứa bị chung luôn. Chứ đâu có thể bỏ mình ảnh được. Rồi, vậy thì bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì sang? Dạ em mong em vợ em bớt nóng tính lại, kiên nhẫn chút xíu nữa, rồi gì sống lạc quan hơn, bớt lo lắng lại, sợ nhiều quá. Dạ. Còn em? Dạ em thì không có mong muốn gì ảnh nhiều hết á, chỉ mong ảnh là giống như là sau này mình cùng nhau cũng như có sức khỏe, không cần có nhiều tiền nhưng mà phải có sức khỏe để làm những cái việc thiện lành. Bây giờ ảnh cứ làm việc rất là nhiều, mà làm việc bên giờ giấc luôn. Em chỉ mong ảnh là sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Vợ em nói đúng đó, bây giờ em phải giữ sức khỏe. Tại vì còn phải có sức khỏe để có con nè. Có con xong rồi còn phải bảo vệ con, bảo vệ vợ nữa. Còn vợ em lo xa vậy rất hay. Tại vì thường mấy cô bé mà tuổi 25 tuổi đời là ăn chưa no, lo chưa tới. Mà vợ em được có cái tính đó là quá hay. Và đặc biệt là nên chia sẻ bớt thời gian để đặc biệt và quan tâm đến người vợ của mình. Em ha, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc và tươi cười mãi như thế này nha. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một lò vi sóng hàng đầu Việt Nam, dung tích 20 lít, công suất lên đến 700W, với chế độ hẹn giờ thuận tiện đến 30 phút. Phút là thứ hai, đó chính là một nồi cơm điện tử hàng đầu Việt Nam, dung tích 1,8 lít, công suất 830W, chống dính, giữ ấm đến 12 giờ, hẹn giờ lên đến 24 tiếng. Và món quà thứ ba đó chính là một nồi cơm điện hàng đầu Việt Nam, dung tích 0,72 lít, công suất 380W, chống dính, giữ ấm lên đến 12 giờ. Và món quà thứ tư đó chính là một lò nướng điện hiện đại, dung tích 30 lít, công suất 1.500W, và đi kèm với món quà này đó chính là miếng cước chùi nồi. Và bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý, các bạn đâu lưng lại. Đâu lưng lại. Nghe kỹ câu hỏi nha. Món quà đầu tiên chồng tặng vợ là gì? Món quà đầu tiên anh Anthony tặng cho Ngọc đó là gì? Món quà đầu tiên sang tặng vợ là gì? Cái ví, cái chậu. Trời ơi, xong. Anthony tặng Ngọc là gì? Quần áo, cái bóp đeo tay rồi, đất quốc. Như vậy mời hai cô vợ bước lên à, nhìn nhau cười nhẹ một cái nha. Rồi, quánh tù xì, chuẩn bị. Quánh tù xì. Quánh tù xì. Rồi xong. Mời cặp vợ chồng Anthony và Ngọc chọn trước đi. Bốn màu này. Màu gì? Màu vàng. Hồi hộp quá. Vợ chồng em màu gì? Dạ, màu hồng. Chị, màu gì chị? Chị màu đỏ đi. Ok chị. Rồi. Ok. Mời cặp vợ chồng chúng ta bước lên thùng của mình. Quốc Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước. Mời quý khán giả đếm nào. 1, 2, 3. Mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở nào. 1, 2. Wow, Quốc Thường xin chúc mừng cặp vợ chồng của anh Anthony và Ngọc đã nhận được phần quà, đó chính là một lò vi sóng hàng đầu Việt Nam, dung tích 20 lít và công suất lên đến 700W. Và trước khi đọc cái phần quà này thì Quốc Thường xin chúc cho cặp vợ chồng của Sang ha, sẽ luôn luôn hạnh phúc, tươi vui như thế này, và đặc biệt là qua năm sau sẽ có tình vui và cuối năm có em bé. Tại vì hai vợ chồng đang rất là mong con đó. Và chúc mừng cặp vợ chồng sẽ mang về cho mình một phần quà, đó chính là một nồi cơm điện tử hàng đầu Việt Nam, dung tích 1,8 lít và công suất 830W. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son tuần này đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thuận trân trọng cảm ơn nhãn hàng Sáp Nhật Bản, sản phẩm gia dụng hàng đầu Việt Nam. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.